Tối qua ngày 1 tháng 12, tại tiệm vàng Nơi Duyên do ông Lê Quang Nơi, trú xã Đức Chánh, huyện Mùa Đức, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ, đã xảy ra một vụ cướp táo tợn. Thời điểm xảy ra vụ cướp vào khoảng 20 giờ, giữa lúc người chủ tiệm vàng đang tập trung theo dõi trận U22 Việt Nam và U22 Indonesia, sự việc xảy ra rất nhanh nên chủ hiệu vàng và hàng xóm trở tay không kịp, kẻ cướp đã tẩu thoát. Tại hiện trường, một chiếc búa còn rơi dưới nền nhà, tủ kính tiệm vàng bị kẻ cướp đập vỡ tan hoang, một số vàng đã bị lấy đi, toàn bộ sự việc đã được camera an ninh của tiệm vàng ghi lại. Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào thời điểm xảy ra vụ án, có hai thanh niên đi xe máy đến trước tiệm, sau đó một người đứng ngoài cảnh giác, người còn lại đeo khẩu trang đội mũ tai bèo, mặc quần jean, đeo bao tay màu trắng, nhanh chóng vào tiệm vàng dùng búa đập vỡ tủ kính, lấy đi một số vàng rồi cả hai lên xe tẩu thoát. Cơ quan công an huyện Mộ Đức đã khẩn trương đến hiện trường điều tra truy bắt nhóm cướp.